Mà chúng ta là một cây tùng La Hán ạ, một cây tùng La Hán có cái bộ đế rất đẹp. Một cây này mình có thể gọi là cây đại đi, cây đại nhưng mà dáng lùn. Từ xa các bạn có thể hình dung được là cái bộ đế của nó rồi ạ. Vâng, một lát nữa mình sẽ tả về cái bộ đế đó. Bộ đế mình cảm giác như sẽ là 1, 2, 3 găng tay, 6. Chu vi của nó phải đến 1m2 đến 1m4 đấy ạ. Vâng, cái bộ đế của nó. Nên là mình nói tại sao nó là cây đại và dáng lùn là như vậy. Còn chiều cao sẽ là từ chậu lên trên, từ chậu lên trên cỡ khoảng tầm 60 đến 65 là cùng thôi. Đặc điểm của cây này là chỉ có họ làm cái dáng này. Dáng này thì mình nhìn kỹ, các bạn nhìn kỹ có thể là mình hình dung cho nó là gồm có hai tán thôi, nhưng mình nghĩ có khả năng nó là ba. Nó là ba tại vì là các điểm này nó mọc chùm lên. Không, họ đây. Họ tạo thành có hai tán thôi các bạn ạ. Vâng. Họ tạo có hai tán thôi. Cái độ già nua của cây này thì là khủng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cái phần gốc trước nhá. Vâng, cái phần gốc này. Cực đẹp luôn. Đây, tay của mình đây. Tay của mình đây. Thì các bạn hình dung cái độ lớn của cái gốc cây này. Phía dưới họ nuôi tay một ra, rất to. Đây địa hình của cái tay trong này, các bạn nhìn này, họ làm kỹ như này cơ mà. Để có tình cây tùng La Hán thì vẫn phải dùng sử dụng dây nhôm để định vị. Vẫn phải sử dụng dây nhôm. Đẹp quá. Vâng, mình đang đứng bên tay phải đây. Họ cắt cực răm luôn. Các bạn hình dung cực răm. Luôn. Một thời gian nữa họ cắt bớt cái này, họ cũng cắt bớt cái này để thì nó bật tiếp phía dưới. Cái này mọc hơi cao rồi, họ cắt bớt thì nó sẽ bằng như này. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể nhá, mình sẽ quay tổng thể của cái tùng La Hán này. Đẹp quá. Chiều cây sẽ là từ phía tay trái sang phía tay phải. Nó phải đến 2m3 đấy các bạn ạ. Thì các bạn hình dung cái độ lớn của cái cây này là như thế nào. Vâng, và đây là tổng thể của cây. Tổng thể của cây ạ. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.